Nói chuyện với bạn là gì đâu? Được rồi, thế là chị có. Giờ lại bạn cảm thấy yêu đời mà. Yêu. Yêu đời. Văn mẫu. Ở thế dạo này có ai? Có đầy đủ. Có. Nhà bác Khánh, bác Trâm, chị Phương, anh Thiện. Ở trên ngoài bác Khánh ra thì còn ai nữa không ạ? Đấy, thì đây còn gì? Nếu sao gì bây giờ? Bác Trâm. Còn như cháu là ngoài gia đình nhà bác Khánh còn ai nữa không ạ? Thì ở Hà Nội với lại dưới kia là bác Hường, rồi anh Đức, anh Đức, anh Đâm, có thế mà. Ồ. Thế à, thế là tốt quá. Thế còn các cháu ở Hà Nội cả. Dạo này cháu cũng... Ừ. Dạo này cháu vẫn phải là... Học lớp mấy? Cháu học lớp 7. Cháu lớp 8 rồi. Con cũng học lớp 7, lớp 8. Thôi con đi đi. Cứ để cửa cho bác rồi. Bác bác gì? Đấy. Em sẽ là... Đi ăn xong lại đi ra. Bật lên là để đắt tí. Con đi. Đi để trở về. Thế đi, dạ Sâm ơi. Đấy, đi ở đây đây sắp luôn. Bạn các cháu nó hỏi thăm bà một tí. Ừ, đấy. Chưa vâng. Hỏi sau này bà cửa đi này, bà già với bác. Bà có hay, thế dạo này bà có hay ra ngoài vận động không bà? Đây, bà cứ chậm động, bà không đi được nhưng bà không ngồi chặt. Giờ mới để ý, nhà bà có đi tiêu hóa ấy, giờ mới để ý. Bà. Giờ mới để ý em đi hơi chậm chân. Bà có ở wifi rồi, chị nè. Bởi vì em biết khi em về, em biết. Không gọi là này, bà yếu với mỏi chân thôi, không có bệnh gì nhé. Yếu, già nó phải yếu. Dạo này thì cháu cũng cháu sẽ cố gắng là để có nhiều lần lên đúng rồi bà, nhưng mà được cứ ấy nhiều nhất bà, là vì do là cần khỏe, có đi học vậy chứ, cá đi học cá đi lao động đấy, ba khi xong đi nữ đi công tác xong này về Việt Nam nữ chứ không phải nữ. Xin Sơn vẫn hỏi thăm bà đấy. À, bố cùng sáng này. À vâng, bố cháu sáng này, bố cháu về. Hôm qua bố cháu có xuống nói chuyện bà. Có, gọi người thì mãi xong rồi cũng đấy. Sáng hôm nay lại đến, thử mới về. Cả bác Quang bây giờ đang ở dưới nhà. Bác Quang cũng đang ở đây ạ? Ừ, bác ở dưới nhà ở trường đấy. Đi con. Này. Đấy, này, đi chưa đi chào hỏi. Đấy, đây cháu hỏi thăm bà xong rồi đi. Đây. Ô, mời người đại diện thay đồ ạ. Ừ. Chiến Sơn hỏi thăm bà này. Cháu vẫn không? Ừ. Cháu thì lại không biết là mở đầu bằng câu gì đây mình đều mở đầu bán bằng câu rằng này cháu cảm thấy là văn kém quá. Ừ. Không, cứ chúc bà mạnh khỏe vui vẻ, đừng có buồn phiền gì. Ừ. Thế là được đầy đủ. Vốn từ của thanh niên này hơi kém. Anh thì cũng hay mở đầu bằng từ dạo này á. Văn mẫu của anh chỉ thế.